Xin chào các bạn, mình bên chỗ công ty nhôm kính Trọng Nghĩa chuyên thi công cửa nhôm, cửa kính cường lực, tranh kính, rồi kính ốp bếp, lan can kính, cầu thang kính, các loại về kính ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Đây là căn nhà của anh Bi ở phường 3 thành phố Mỹ Tho. Thì mình thi công cho nhà của anh Bi gồm có là cửa kéo đài lon, rồi cửa nhôm sinh pha 4 cánh, rồi cửa sổ lùa nhôm sinh pha. Và tiếp sau đây á, là bên phần cửa phòng á. Cửa phòng ngủ này là mình làm, cửa này là cửa nhôm này là tấm liền nhưng quý khách, cửa nhôm này tấm liền có nghĩa là hai mặt đều là bằng tấm nhôm dập hoa văn, cả hai mặt đều giống nhau. Ở giữa là mình sử dụng phơm để mình bơm cho nó ở trong, cho nó kín đầy ở trong luôn, bởi cái cửa nó cách âm cách nhiệt rất là tốt, rất là êm. Đây chủ nhà rất là thông thái khi mà chọn những cái dòng cửa này, rất là im mà cửa thì nhìn rất là đẹp. Đây cửa sổ mở quay bản lề chữ A, bông bảo vệ inox, kính cường lực. Đây mình sẽ đóng cửa lại. Đây cửa này là cửa nhôm tấm liền, nguyên tấm nhôm. Nếu mình nhìn sơ qua mình không để ý, mình cứ tưởng là cửa gỗ, nhưng mà thật ra cửa nhôm rất là nhẹ, êm ái, xài rất là bền, tuổi thọ cao. Rồi đến đây tiếp tục cũng là cửa phòng ngủ, vẫn là cửa nhôm tấm liền giả gỗ, nó còn một số màu khác nữa, không phải là có một màu này nha quý khách. Đến đây là cửa nhôm sinh pha, bông bảo vệ inox 304, rất là an toàn chắc chắn. Đến phần cửa sau nhà này, chủ nhà rất là tinh tế khi mà chọn cái này là cửa sắt chia ô, rồi kính 10 ly cường lực mài vát để tăng cái độ cứng và an toàn cho người sử dụng. Rồi. Đây là cái phần mình giới thiệu tổng thể về một số cái cửa mà bên mình đang thi công cho khách hàng ở thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Quý khách hàng có nhu cầu cần tư vấn thì liên hệ cho mình số điện thoại là 0949 745 965. Mình tên Trọng Nghĩa. Cửa nhôm sinh pha 4 cánh. Đây cửa rất là to. Cửa sổ lùa. Còn bảo là kính cường lực. Tất cả những phụ kiện này mình sử dụng mình bảo hành 2 năm hết. Phụ kiện. Rồi xin cảm ơn tất cả quý khách hàng. Xin chào quý khách.